Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tàu Trung Quốc tiếp tục quấy nhiễu ở Bãi Từ Chính Ngày 17 tháng 8, một bản tin của một trang tin quốc tế tiếng Việt cho hay Tàu Hải Cảnh của Trung Quốc tiếp tục xuất hiện ở Bãi Từ Chính của Việt Nam Theo đó, Tàu Hải Cảnh của Trung Quốc mang số hiệu 5403 vừa xuất hiện trong khu vực Bãi Từ Chính của Việt Nam vào sáng ngày 17 tháng 8 gần các lô dầu khí mà Việt Nam đang tiến hành thăm dò và khai thác hình ảnh bản tin trên AFA tiếng Việt bản tin cho biết chuyên gia Raymond Powell trưởng dự án Miosu Trung tâm Northern North Center for National Security Innovation Đại học Stanford trích dẫn các hình ảnh theo dõi tàu biển và đưa thông tin này trên Trader vào cùng ngày theo chuyên gia Raymond Powell, đây cũng chính là tàu hải cảnh đã xuất hiện ở vùng tài phán của Việt Nam vào các ngày 27-28 tháng 7 và 8-9 tháng 8 vừa qua. Lần này, tàu kiểm ngư 270 của Việt Nam đang theo sát chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc theo thông tin và hình ảnh được ông Raymond Powell đưa trên Twitter. Bản tin cho biết thêm, trong các tháng vừa qua, Trung Quốc liên tục Điều các tàu hải cảnh, khảo sát và dân quân vào vùng biển của Việt Nam. Hồi đầu tháng 7, Trung Quốc đã điều tàu hải cảnh lớn nhất thế giới là CCG 5901 vào vùng biển của Việt Nam và tiến gần tới các lô dầu khí của Việt Nam ở phía Nam. Hồi tháng 5 vừa qua, Trung Quốc cũng điều tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 của đoàn tàu hộ tống gồm tàu hải cảnh và tàu dân quân biển vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đi lại trong vùng nước này suốt 28 ngày. Đội tàu này chỉ rời vùng biển của Việt Nam hồi đầu tháng 6 vào khi giới chức ngoại giao cao cấp Mỹ và Trung Quốc có các cuộc thảo luận tại Bắc Kinh. Cũng theo bản tin này, liên quan đến việc tàu khảo sát hướng Dương Hồng có mặt trong vùng biển Việt Nam, Bộ ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút tàu về nước, nhưng Bắc Kinh phớt lờ yêu cầu này, đồng thời khẳng định đội tàu của mình hoạt động hợp pháp trong vùng nước thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Hình ảnh Twitter của chuyên gia Raymond Powell. Điều khôi hài là trong khi liên tục gia tăng gây hấn trên Biển Đông, nhưng Trung Quốc lại vỗ về giới lãnh đạo Việt Nam rằng cần cùng nhau giữ vững lý tưởng cộng sản. Là láng giềng có cùng hệ tư tưởng, hai bên nên chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mối quan hệ ở tầm cao mới và chống lại sự can thiệp mang tính khiêu khích của các thế lực nước ngoài duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông và trong khu vực. Ông Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói với Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Lưu Quang hôm 16 tháng 8. Lời dụ dỗ của ông Vương Nghị khiến người ta liên tưởng đến cách hành xử vừa đấm vừa xoa, vừa xông vào nhà người khác cướp bóc, vừa vuốt ve hòa bình hữu nghị. Một nguồn tin quốc tế khác cho hay trong vài tuần qua. Trung Quốc đã đẩy mạnh các hoạt động quân sự trên đảo Tri Tôn, hòn đảo cực Tây trong quần đảo Hoàng Sa, chiến lược của Biển Đông và là hòn đảo gần Việt Nam nhất. Có vẻ như một đường băng ngắn và hẹp, dài khoảng 0,6 km, rộng khoảng 0,01 km đã được xây dựng trên đảo này. Đường băng này có thể dùng cho các cuộc hạ cánh và cất cánh ngắn của máy bay phản lực cánh quạt và máy bay hạng nhẹ và có thể nó sẽ còn tiếp tục được mở rộng thêm. Ngoài đường băng, còn có một nhà máy xi măng cũng chỉ vừa mới xuất hiện vào tháng trước. Trước đây, trên hòn đảo này chỉ có một trạm quan sát với hai máy vòm và một số lá cờ của Trung Quốc. Hòn đảo này trước đây được dùng như một bến cảng nhỏ và sân bay cho trực thăng. Là một nhóm khoảng 30 đảo và hơn 100 rặng san hô, bãi ngầm và các thực thể khác quần đảo hoàng sa là nơi trung quốc tập trung tiến hành quân sự hóa trong các năm gần đây trung quốc cũng đã cho mở rộng quy mô và phạm vi của các công trình ở hoàng sa nhằm tăng cường năng lực và sự hiện diện bao trùm của họ trên biển đông bất chấp sự phản đối của các nước trong khu vực quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin tàu trung quốc tiếp tục quấy nhiễu ở bãi tư chính dù quyết tâm nhưng liệu Việt Nam có thể dẫn độ được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn? Ngày 16 tháng 8, một trang tin quốc tế tiếng Việt có bài Quyết tâm dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn của Việt Nam. Bài báo cho biết các lãnh đạo phòng chống tham nhũng của Việt Nam hôm 16 tháng 8 khẳng định quyết tâm dẫn độ bằng được các đối tượng bỏ trốn như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về nước, ngay cả trong trường hợp Việt Nam chưa ký hiệp định hỗ trợ tư pháp với các quốc gia mà đối tượng đó đang cư trú bằng việc xét xử vắng mặt họ để làm cơ sở dẫn độ, rồi từ đó nghiên cứu ban hành án lệ áp dụng cho sau này. Đây là lời khẳng định của các lãnh đạo ban nội chính trung ương đưa ra trong buổi họp báo cung cấp thông tin về kết quả phiên họp thứ 24 của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Hình ảnh bài trên VOA tiếng Việt. Việt Nam Net dẫn lời Phó Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng nói: Đây là điểm mới nổi bật trong phòng chống tham nhũng, là cơ sở dẫn độ tội phạm, nghiên cứu ban hành án lệ áp dụng trên cả nước về xét xử đối tượng bỏ trốn. Đồng thời, bài báo cho hay Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên nói: Quyết tâm truy bắt rất cao và quyết liệt của Ban chỉ đạo và các cơ quan bảo vệ pháp luật không chỉ với trường hợp của bà Nhan mà còn với tất cả các trường hợp bỏ trốn khác theo tuổi trẻ tường thuật theo ông yên có một ước tiến mới là cả những đối tượng bỏ trốn cũng bị xét xử vắng mặt quy định của pháp luật việt nam cho phép làm việc đó đối với tất cả các trường hợp có hành vi phạm tội chứng cứ rõ trốn đủ điều kiện thì có quyền xử tuyên án đây là tiền đề để phục vụ cho truy bắt theo ông yên nếu người bỏ trốn chỉ là đối tượng truy nã chưa có bản án thì rất khó khăn trong việc hợp tác tư pháp quốc tế nhưng khi bản án tuyên có hiệu lực thì anh là tội phạm nhất là tội phạm liên quan đến tham nhũng kinh tế thì thế giới này không có nước nào dung tha việt nam nét dẫn lời ông yên nói thêm trong trường hợp với những nước chưa ký hiệp định hỗ trợ tư pháp ông yên cho biết việt nam sẽ thực hiện nguyên tắc có đi có lại chúng ta sẽ cố gắng quyết tâm và tôi tin rằng sẽ có kết quả, ông Yên nói. Bài báo cho biết thêm, lời khẳng định của các lãnh đạo Việt Nam được đưa ra sau khi tờ báo TAZ hôm 7 tháng 8 đưa tin cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã sang Đức được vài tháng nay và hiện đang sống tại một thành phố lớn của Đức. Hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch AIC. TAZ cho biết Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị dẫn độ bà Nhàn, nhưng Sở Tư pháp Liên bang Đức đã bác công văn này. Theo TAZ, kể từ khi xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017, tất cả các yêu cầu dẫn độ về Việt Nam theo nguyên tắc đều bị từ chối. Bộ Ngoại giao Đức được cho là cảnh cáo Việt Nam về những hành động bất hợp pháp tiếp theo. Chính phủ Liên bang Đức sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự can thiệp nào của các quốc gia nước ngoài trên lãnh thổ Đức taz dẫn lời bộ ngoại giao đức viết không rõ giới chức việt nam dựa trên cơ sở nào mà khẳng định sau khi xét xử vắng mặt thì quốc tế sẽ hỗ trợ dẫn độ mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ quốc tế không tin vào sự minh bạch và công lý của nền tư pháp việt nam và tất nhiên họ sẽ không tin vào các bằng chứng mà các tòa án việt nam công bố để làm cơ sở cho bản án một khi đã không tin vào nền tư pháp việt nam trên nguyên tắc căn bản của tố tụng hình sự và bảo vệ quyền con người sẽ khó có quốc gia nào hợp tác giao người. Khi họ nghi ngại có thể có bất công trong các bản án, vẫn theo bài báo cho hay, trước đó bà Nhan được cho là đã trốn sang Nhật Bản rồi đến Luân Đôn nơi con gái bà được cho là đang cư trú. Bà Nhan và 7 nhân viên đã bỏ trốn và bị truy nã quốc tế trong vụ án liên quan đến đấu thầu tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm đê với bản tin Dù quyết tâm, nhưng liệu Việt Nam có dẫn độ được bà Nguyễn Thị Thành nhà? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh Youtube và Facebook của Thời Báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo chấm đê